nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách may một cái áo khoác tay dài. Với cái chất liệu vải ở đây mình sử dụng là vải cô tông 4 chiều dành cho bé gái. Đầu tiên thì các bạn sẽ tìm cho mình cái biên vải ha. Biên vải, mình xếp đôi biên vải lại. Ở đây mình sẽ sử dụng cái số đo này để mà thực hiện vòng ngực 60, vòng eo 56, vòng mông 64, eo là 25, ngang vai 28. Ở đây mình sẽ lấy chiều dài áo là 50 nha các bạn. 50 là mình đặt cái thước cho mình lấy đây 50, mình chừa thêm để lấy cái chiều dài của cái phần lay áo. Rồi, đối với áo này là mình sẽ có cài nút, nên là chừa ở ngoài cho mình là 1,5 phân. Chừa ngoài 1,5 phân để làm đường khuyên nút. Sau đó từ cái đường này nè, các bạn mới tính vào. Ngang vai là bằng 14. Ngang vai là bằng 14 thì các bạn sẽ lấy 14 đặt vô cái đường màu hồng ha. Tính từ đường màu hồng 14. Hạ vai là bằng vai chia cho 10 cộng 0,5 là bằng 2, là 3,1 là đây. Vòng cổ là cổ chia 5 là bằng 5. Đây là 5. Cổ chia 5. Bạn nối phần này về. Rồi, kế tiếp là vòng ngực, các bạn lấy là ngực chia cho 4 là bằng 15, các bạn cộng cho mình là 2,5 phân, nhưng mà các bạn phải có được cái phần hạ ngực là bằng ngực chia cho 4. Các bạn sẽ lấy cho mình 15 ở đây. Để ngang qua đường vuông góc. Rồi, đường này các bạn lấy là bằng 15 cộng cho 2,5 thì mình sẽ là bình 17,5. Áo cho bé nên là mình sẽ may rộng rãi thoải mái ha các bạn ha, nên là mình cắt theo cái dáng A luôn. Không cần phải lấy mông. Rồi, đặt cái thước vuông góc, lùi cho mình 2 xăng, chia làm đôi và xoay vòng nách. Đây, mình sẽ có được cái vòng nách. Và phần cổ này thì sẽ lùi đi 1 xăng và các bạn sẽ tròn. Sau cổ thì sẽ lấy cổ chia cho 5. Cổ chia cho 5 cộng 1 là bằng 6 ha. Bây giờ cắt. Rồi các bạn sẽ tiến hành các bạn cắt ha, chừa đường may. Ở đây mình may máy dắt sổ 2 kim 4 chỉ cho nên là đường may của mình chỉ có 7 ly thôi. Nên là mình cắt chừa 7 ly, còn nếu mà bạn nào mà may mé ngoài á, đường may là 1 phân thì các bạn chừa là 1 phân. Ở đây mình đã có chừa cái lai rồi thì bây giờ các bạn cứ cắt ngang qua lai thôi. Đó. Thì sau mình khi mình cắt xong thì mình sẽ được cái phần thân áo như thế này. Đó. Đây là cái phần thân trước mình có ha. Bây giờ các bạn sẽ lấy cho mình cái phần vải còn dư ở góc này để chúng ta cắt cho phần thân sau. Thì bạn xếp thu nhỏ cái phần vải còn dư của mình lại. Mình đặt cái phần thân trước lên. Phần thân trước này khi nãy là mình có chừa 1,5 phân cho đường khuyên nút. Phần thân sau này không có cần khuyên nút. Thì mình sẽ kéo cái đường này nó hụt ra 1,5 phân. Sau đó là dùng kéo để mình cắt. Và cái phần thân sau nó sẽ dông cao 2 xăng so với lại cái phần đầu vai. Cổ thì các bạn sẽ chỉnh bằng và mình sẽ xuống cổ là 4 xăng ha. Rồi cái dòng nách này các bạn sẽ làm bằng. Và cái phần này thì các bạn cắt bằng cho cái phần lai luôn. Áo em bé thì nó sẽ dễ làm hơn là áo người lớn. Nè,
Chúng ta mới vừa cắt xong được cái phần thân sau của cái áo đây các bạn. Thân trước và thân sau các bạn vừa cắt xong, thì chúng ta bật qua đây. Thì khi mà các bạn cắt xong, các bạn lật qua thì chúng ta thấy là cái dòng nách của chúng ta tròn và hai cái đường sườn này nó bằng nhau là ok. Bây giờ mình sẽ dùng cái thước dây ha. Mình sẽ đo cái dòng nách. Các bạn đo dòng nách thì các bạn trừ đi cho mình cái đường đầu vai này. Ở đây mình sẽ lấy cái dòng nách của mình là 37 nha các bạn. Lấy dòng nách của mình là 37. 37 này các bạn chia làm đôi thì các bạn sẽ được là 37 nè. Các bạn xếp lại điểm này trùng với điểm kia thì các bạn sẽ được là 18,5. Nó sẽ là cái đường xéo của mình là 18,5. Bạn xếp cái phần này lại. Kéo cái phần vải ra để chúng ta cắt cho cái phần tay. Tay thì các bạn sẽ cắt hai cái, cho nên là các bạn sẽ xếp đôi phần tay. Cái phần thừa này mình sẽ cắt đi cho nó gọn cái miếng vải của mình. Đây mình sẽ cắt hai cái và mình sẽ xếp đôi vải. Bởi vì vậy cho nên là mình xếp sẵn đôi vải luôn, rồi xếp đôi thêm một lần nữa. Đây, hồi nãy mình tính cái đường xéo của mình là bằng 18,5, đúng không? Thì các bạn sẽ đặt qua đây. Đó, cái này là vừa nè, nhưng mà chưa có đường may, cho nên mình sẽ xếp tăng cho nó thêm ra một chút nữa. À được, tại vì đây nó có đường màu trắng còn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt cho cái tay nè. Đầu tiên các bạn sẽ đo cho mình khoảng cách từ cái đường màu đỏ xuống cho mình 7 cm, 7 đến 9 cm tùy các bạn. Sau đó là các bạn sẽ đặt cái điểm mà mình mới vừa chia là 18,5 nè, các bạn đặt vô cái góc rồi mình ướm nó qua ha, để nó được cái 18,5. Bạn kẻ thẳng một đường chia làm đôi, rồi sau đó là mình đánh cong cái phần nách tay. Rồi mình sẽ lấy chiều dài tay áo, và mình lấy cái chiều dài tay áo của cái áo này là 46, các bạn sẽ đặt vào đây, lấy ngang qua một đường. Và sẽ lấy độ lớn của cửa tay. Cửa tay thì các bạn đo dài ở đâu thì các bạn sẽ lấy độ lớn cửa tay ở đó, nhưng mà may cho bé thì bé thích rộng rãi thì các bạn sẽ lấy, ví dụ như ở đây mình lấy là 10 cm. Sau đó là các bạn nối phần này vô. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt tay. Chừa đường may 7 ly. Hồi này. Chúng ta sẽ cắt đuôi cá để chừa được cái phần bẻ gấp lai tay lên, nó không có bị hụt. Các bạn sẽ có được một cái đôi tay như thế này. Và mình sẽ mở rộng cái phần này ra. Tay trước thì các bạn sẽ xuống cho mình 1 cm và bấm góc. Rồi, chúng ta ra được một cái đôi tay áo. Thì bây giờ mời các bạn sẽ qua cái phần lắp ráp cho cái mẫu này. Ở đây với cái mẫu áo này mình không dùng nẹp mà mình sẽ viền xung quanh áo, cho nên là các bạn sẽ cắt cho mình cái dây viền. Đây là mình cũng sử dụng vải thun để viền, nên là các bạn sử dụng viền là canh ngang và bản lớn là nó bằng cái thước, bằng cái thước này hình như là, để mình coi, 6 phân, 5 phân nha các bạn, 5 phân rưỡi nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành cho cái phần may cái áo. Để may áo, bước đầu tiên thì mình sẽ trải cái phần thân sau ra nè. Trải phần thân sau ra, sau đó là mình đặt cái phần thân trước lên. Đây, các bạn may cho mình hai cái đường này. Các bạn sẽ tiến hành may cái phần đầu vai nha.
Mình mới vừa may cái phần đầu vai xong nè. Sau khi mà có đầu vai rồi sẽ bắt đầu may cái phần tay áo. Các bạn sẽ đặt cái phần tay vào đây để chúng ta may tay áo. Mình sẽ so cái phần cuối đuôi tay nó trùng với nhau. Chúng ta mới vừa may xong được tay áo. Phần tay áo mình mới vừa may xong và chúng ta còn một cái phần tay còn lại, các bạn sẽ úp lên. Và sẽ đặt cái phần tay trùng mình may qua đây. Đây là cái phần tay áo mình mới vừa may xong. Kế tiếp là các bạn sẽ xếp đôi cái phần tay. Các bạn xếp đôi phần tay và may cho mình cái đường này. Tương tự bên đường này chúng ta sẽ may. Sau khi may xong thì các bạn sẽ được cái phần phông áo như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng cái dây viền này, mình viền xung quanh cho cái phần thân áo. Ở đây các bạn sẽ có hai cái miếng dây viền riêng lẻ nè. Thì mình sẽ nối hai cái miếng dây viền này lại. Bởi vì vậy cho nên cái đường này các bạn sẽ cắt cho mình nó là đường xéo. Đường xéo này mình sẽ nối vào trong cái đường xéo kia. Hai các bạn ha. Đây các bạn sẽ cắt cho mình hai đường xéo như thế này. Và chúng ta sẽ cắt bỏ cái đường xéo này đi. Các bạn cắt hai cái đường xéo này bỏ đi thì khi may thì nó sẽ liền với nhau như vậy. Vì vậy cho nên là mình sẽ đặt ngang qua và may đường xéo. Và khi các bạn đặt ngang qua may đường xéo, các bạn lật qua thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta có một cái đường nối nó thẳng như thế này. Bước tiếp theo là mình xếp cái phần dây viền này. Mặt úp mặt nha các bạn. Vải mặt úp mặt, chúng ta tìm mặt. Bạn xếp đôi. Xếp đôi như thế này. Và ở đầu cái phần vai á, đây là cái vai áo, đây là nách nè. Các bạn tháo ra cho mình 5 ly, mình kẹp cái phần dây viền này vào đây. Các bạn may xung quanh hết cho cái phần thân. Rồi đây là các bạn kẹp cái phần dây viền vào ha. Lên cái phần đầu vai và chúng ta may. Cái viền này bắt buộc là các bạn phải làm cho nó dài ra nha, tại cái này là chúng ta viền hết toàn thân luôn. Và khi may chúng ta gấp đôi cái phần dây viền. Viền này các bạn sẽ hơi kéo nhẹ nó. Mình xoay cái góc máy cho nó rộng ra một chút cho các bạn dễ nhìn ha.
đẩy cái phần thân áo vô này, cái dây viền của mình sẽ kéo cho nó ra một chút xíu để nó được ôm cho cái phần cổ. Đến cái góc nhọn thì các bạn sẽ kéo dây viền cho nó tròn ra ha. Mình sẽ kẹp ba lớp với nhau để may. Khi mà chúng ta viền những cái góc này nè thì nó là góc nhọn, chúng ta sẽ bo tròn, cho nên là khi mà chúng ta ra cái phần góc lay áo hay góc cổ thì các bạn sẽ ra được cái hình tròn hay góc nha. Và ở những cái chỗ bo này nè, các bạn sẽ lấy cái nhọn để mình lấy cái miếng vải ra, chứ không là nó sẽ kẹp, nó bị dính gãy góc. Và ở dưới phần lay nó cũng là vải canh ngang, cho nên nếu mà các bạn may, các bạn kéo giãn cái phần lai là chắc chắn nó sẽ bị giãn cái phần lai áo, cho nên thì các bạn sẽ làm cái công việc là chúng ta may hơi cầm cái phần lai lại. Các bạn nhìn thấy ha, để ba mép vải với nhau. Cái dây viền thì các bạn sẽ để nó bình thường, còn cái phần lai chúng ta hơi đẩy vào, tại vì cái phần lay áo này nó cũng là canh ngang chung với lại phần dây viền. Mình sẽ chạy hết cho cái phần thân áo. Phần góc thì các bạn hơi bo nha. Rồi chúng ta lấy cái mũi kéo nè, đặt cái phần viền với góc, đẩy cái phần viền này ra, mình sẽ giữ đó, giữ cái tay như vậy. Giờ bắt đầu lên lại cái phần thân với áo là canh thẳng và canh ngang, thì lúc này các bạn sẽ để cái phần thân bình thường và viền thì sẽ hơi kéo trùng. Em thấy không, viền mình sẽ hơi kéo giãn và thân thì mình sẽ hơi đẩy. Ở những cái góc này thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ lấy cái mũi kéo ha, mình kéo nó ra chứ không để nó sẽ bị nhíu cái góc. Mũi kéo hoặc là cái vật nhọn gì đó nha các bạn. Và bây giờ chúng ta đang viền lên lại phần cổ nè, thì cái phần cổ chúng ta viền nó cũng tương tự như cái phần lai, dây viền thì chúng ta kéo căng, còn cái phần cổ thì chúng ta đẩy cho nó trùng. Và mình gặp nhau tại cái góc viền này, là chúng ta kết thúc cho cái phần viền vào trong thân. Và các bạn cắt cái phần dây viền vô đi. Và các bạn nhìn thấy là sau khi mình viền xong á, cái phần dây viền của chúng ta nó sẽ nằm như thế này. Và chúng ta làm tiếp cái bước tiếp theo là bật cái phần dây viền xuống và các bạn bẻ gọn cái phần viền nó vào trong thân như thế này, và các bạn sẽ may mí lên. Bây giờ mình qua máy một kim để may nha.
Bây giờ thì mình viền. Các bạn thấy đây là cái miếng viền nè. Đây là cái đường mình mới vừa may xong nè. Mình sẽ xếp cái miếng viền lại và siết cái chặt tay gấp nó xuống ha. Rồi bây giờ mình đặt cái đường kim sát vô mí. Và đây là bề trái nè. Khi cuộn thì các bạn sẽ cuộn cái này hết vô trong luôn nha. Chúng ta sẽ lấy tay mình kéo hết cái phần viền ra. Nếu như mà các bạn có cái cửu viền thì mình không nói, mà còn cái này là viền tay thì cái cách viền các bạn sẽ thực hiện là như vậy. Ở những cái chỗ tròn hồi nãy là mình bao góc này, các bạn nhìn thấy không, chúng ta viền xong nó nằm thẳng êm như thế này. Để làm tương tự như vậy cho đến hết cái phần áo. Và các bạn lưu ý cái chỗ góc tròn nè ha, thì khi mà chúng ta bẻ là mình cũng bẻ cái góc tròn vô như vậy luôn ha, để cho cái phần lai của chúng ta nó được tròn. Các bạn sẽ cuộn cái da phần dây viền cho nó sát vào trong. Các bạn nhớ cuộn chặt cái phần dây viền nha, để nó ôm sát được trong cái bờ. Ở cái phần nối này nè, các bạn thấy cái phần nối không, nó sẽ hơi khó một chút, cho nên là các bạn phải giữ tay níu chặt cho nó nha. Tại vì đó là cái mình có hai cái lớp vải, nó sẽ cộm hơn ở những chỗ khác. Và chúng ta kết thúc được cái phần viền nè. Các bạn nhìn thấy là sau khi mình kết thúc cái phần viền, cái dây viền của mình nó sẽ được nằm êm và cái chỉ nó sẽ nằm đều như thế này, các bạn thấy không? Đó là cái bí quyết, nó rất là đơn giản thôi. Những cái góc cua mình cua nó tròn nè, thì khi các bạn thực hiện cái phần như tia xu hướng dẫn, cái phần lai nè, góc lai nè, các bạn thấy nó tròn đẹp không? Thì các bạn sẽ làm được như là tia xu đã làm nhé. Và các bạn nhìn thấy đây là cái phần áo mình viền cho cái phần vai, cho cái phần nẹp và phần cổ. Thì với cái cách viền như mình đã hướng dẫn thì các bạn ai cũng có thể viền được. Đây các bạn nhìn thấy cái phần cổ ha,
Đây là phần cổ nè, mình sẽ viền cái phần cổ nó tròn. Đây là phần nẹp. Đó. Thì khi các bạn viền cái phần lai cũng vậy, nó cũng sẽ không có bị vểnh với cách viền như mình đã hướng dẫn. Thì các bạn hãy áp dụng cái phần viền này để may được những cái sản phẩm đẹp ha. Và ở đây á, lát nữa là sẽ làm cái khuy nút, làm khuy nút ở đây. Nếu bạn nào muốn trang trí thêm hai cái túi xinh xinh thì các bạn có thể là trang trí ở đây. Và cuối cùng là mình sẽ may lai và hoàn tất được cái áo. Rồi còn ở cái phần cổ này, khi nãy là mình chưa có may nối nè. Thì cái phần dây viền mình mí, mình không có bị nối ở chỗ nào hết. Các bạn sẽ may liền cái phần cổ áo này, mở nó ra. Và chúng ta may mí qua một bên và chúng ta dằn nó lại, là chúng ta sẽ nối được cái phần viền lại với phần thân. Ở đây ha, đây là cái phần mí nè. Các bạn sẽ đặt vô cái máy để cho hai cái mép này nó đều nhau. Nếu mà bạn nào mà có cái miếng mồi á, thì chúng ta có thể chạy cái miếng mồi trước, sau đó mình mới để cái phần này vô. Còn không thì các bạn sẽ găm kim vào 2 ly, mình chạy lại mũi thì nó cũng nằm êm, nó không sao hết. Đó, các bạn thấy là cái mí này chúng ta may thì nó sẽ đều với nhau nè. Mình sẽ cắt cái phần chỉ thừa đây, và mình sẽ bấm cái phần vải thừa ở góc này đây. Sau khi bấm xong rồi thì các bạn sẽ bật qua, chúng ta sẽ diễu. Đó, mình diễu thì nó sẽ nằm êm như thế này. Và với cái áo này, nếu các bạn thích may túi cho bé thì chúng ta sẽ xếp đôi cái phần vải này lại. Cái phần thân mình mới vừa may xong nè. Rồi, mình sẽ đo ngược từ dưới lai. Các bạn đo lên cho mình 22 cm, để chúng ta sẽ bắt đầu lấy ngang của cái miệng túi ở đây. À, rồi từ ngoài các bạn đo vào cho mình 5 cm, 6 cm ha. Và mình sẽ lấy được cái dấu vị trí chúng ta đặt miệng túi ở chỗ này, dựng cho mình cái thước vuông góc. Thì các bạn có được cái hình chúng ta lấy dấu của cái miệng túi, nhìn thấy ha. Sau đó thì mình sẽ lấy đối xứng. Các bạn lấy đối xứng bằng cách là các bạn ghim cái kim nè. Ở đây chúng ta có cái kim, các bạn ghim lên đây. À, thì cái kim này nó sẽ được đục lỗ qua bên góc và lấy dấu cho mình. Này ha, và chúng ta có được cái điểm đầu của nó là bằng nhau. Chúng bạn có được điểm thứ nhất. Rồi các bạn để xuống, mình sẽ găm cái kim vào điểm thứ hai. Đây, các bạn sẽ có được lấy dấu thứ hai. Hai, các bạn sẽ có được hai dấu nè. Rồi các bạn cũng lại tiếp tục để xuống, các bạn ghim cây kim, các bạn sẽ có được điểm lấy dấu thứ ba. Lật qua bên góc. Rồi, mình sẽ có được 3 điểm lấy dấu của cái phần thân ha. Các bạn cũng sẽ phải lấy dấu cái góc bên này cho nó bằng. Và chúng ta có được cái đường vuông góc cho cái phần túi. Bây giờ mình lấy cây thước gạch dấu cho bên này, để hai bên túi chúng ta ráp nó được cân. Rồi bây giờ chúng ta cắt túi. Với cái phần túi mà mình đã đo bề ngang, bề ngang là 9,5 cm, bề dài là 10,5 cm ha. Bề ngang 9,5 cm và bề dài 10,5 cm thì các bạn sẽ đặt lên đây. 10,5 cm nè, các bạn lấy ngang qua 9,5 cm. À, rồi mình sẽ đo tiếp là 10,5 cm, đo ngang là 9,5 cm, và chúng ta có được cái vị trí túi giống y như là chúng ta vừa cắt. Nhưng mà cái túi này á, là nó cần phải có 2 cm đường may cho cái phần bể nẹp, và phía dưới này chúng ta phải trừ 1 cm nữa. Cho nên là các bạn cắt cái túi đối xứng á, thì chúng ta sẽ để cho hai cái lớp vải nó bằng với nhau, và chúng ta dùng kéo cắt bể phần này vô cho mình 1 cm, góc này 1 cm, và trên này thì các bạn sẽ lấy cho mình là 3 cm. Là chúng ta có được cái phần túi. Ở đây túi, nếu các bạn thích là cái túi chúng ta bo tròn ở dưới góc thì các bạn xếp đôi lại. Các bạn gọt tròn cái phần này.
chúng ta gọt tròn cái phần này. Rồi mình sẽ lấy dấu cho cái vị trí miền túi bên kia cho nó đối xứng với nhau. Bây giờ qua máy để may nha. Rồi bước đầu tiên á, là các bạn sẽ kiểm mặt phải và mặt trái. Mình gấp túi xuống 1 cm, gấp tiếp nó bằng với cái đường may đồ lớn của miền túi á. Rồi các bạn may dĩa ra cho mình một đường. Các bạn có thể là nếu không quen thì ủi hoặc là lượt trước khi chúng ta thực hiện, ok. Rồi bên này chúng ta cũng sẽ may đối xứng. Và độ lớn của cái đường miệng túi chúng ta may nó phải bằng nhau nha các bạn. Rồi các bạn đã có được cái phần miệng túi nè. Sau đó với cái phần túi thì chúng ta có may độ tròn, cho nên là các bạn sẽ ấp cái mặt phải xuống. Các bạn may lượt cho mình ở cái cuối cái đường tròn. May lượt này thì các bạn có thể may đường chỉ thưa ha. Thì khi mà chúng ta may lượt như vậy á, cái miệng túi của chúng ta sẽ rút nó lại. Mình sẽ rút cái đường chỉ thưa này lại. Đó, các bạn rút lại như vậy và chúng ta đẩy tròn cái miệng túi ra, cái đáy túi ra bên góc. Bên góc này các bạn cũng làm tương tự. Thì khi các bạn úp, các bạn làm, các bạn cuốn cái phần này lại thì tự động cái phần đuôi dưới tròn này nè, nó tự động nó tròn. Được chưa nè? Và chúng ta sẽ đặt cái phần này lên trên vải chúng ta may. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ bẻ góc cho mình. Đặt vô góc nè. Các bạn nhìn thấy ha? Mình sẽ may. Rồi ngay cái góc tròn này thì các bạn sẽ bẻ theo. Nếu mà bạn nào mà không bẻ quen cái phần này á thì mình có thể là ủi trước khi chúng ta thực hiện nha. Và cái đường này rất là quan trọng. Khi mình may á, mình kéo cái phần này nè cho nó bằng nha các bạn. Nếu mà bạn nào mà sợ nó tuột không có quen á thì chúng ta sẽ lấy cây kim chúng ta ghim nó lại cho nó nằm êm ở phía trên, nó không có bị sụp xịt. Đó, êm như vậy. Rồi các bạn bẻ tiếp góc ở dưới. Rồi mình bẻ cái góc này vô. Bẻ góc này vô. Mình chỉnh lại cái phần miệng, đáy miệng túi cho nó được tròn và êm. Và khi chúng ta đi được cái đáy miệng túi tròn rồi thì chúng ta thả cái phần này ra. Đó. Thì các bạn thấy là mình đi được cái phần túi. Và các bạn sẽ làm tương tự cho cái phần bên kia. Và như vậy là các bạn nhìn thấy là mình có được một cái chiếc áo rất là xinh xắn, viền đều cho cả cái phần thân, phần lai và phần nẹp và hai phần túi áo và áo tay dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ cho Tisu. Chúc các bạn thành công với cái mẫu này và hẹn gặp lại các bạn trong cái video clip lần sau. Các bạn nhớ bình luận bên dưới điều mình mong muốn nhé. Cảm ơn và xin chào.